Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng đẹp trời hôm nay, Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà sổ Hồng Diên mới hoàn thiện xong trong tháng 8 năm 2024. Nhà có diện tích ngang 4, dài 15m, sổ Hồng Diên, thổ cư 100%. Công năng sử dụng căn nhà này gồm sân đậu xe nối liền với phòng khách, phòng bếp ở tầng trệt. Nhà này có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh cộng với phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng trước sau. Đây là khu vực tầng trệt của căn nhà, ở ngoài là khu vực phòng khách và trong đây là khu vực phòng bếp. Phòng bếp ở đây thì có sẵn một bộ bàn ăn, 6 ghế và bếp thì được chủ nhà làm 2 dàn tủ trên và dưới. Ở trên thì mình sẽ có quạt trần ở khu vực phòng bếp quý vị nhé. Và khu vực phía cuối là giếng trời cũng như là phòng vệ sinh tầng trệt của căn nhà. Khu vực đây thì được chủ nhà kê chậu rửa, gương soi và ở trên đây là khu vực giếng trời và ở đây là khu vực phòng vệ sinh tầng trệt của căn nhà quý vị này. Tổng nhà này có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh cộng với phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hồng Sơn sẽ quay sơ qua khu vực tầng trệt rồi mình sẽ ra quay cơ sở hạ tầng cũng như mặt tiền đường cho quý vị xem. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn, chuyên nhận review mua bán ký gửi nhà đất khu vực tỉnh Bình Dương như thành phố Di An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Tân Uyên. Quý vị nhớ ấn đăng ký kênh để nhận được những thông báo, những video mới nhất quý vị nhé. Ngoài đây là khu vực phòng khách đã có sẵn một bộ sofa tặng kèm cho quý vị. Và khu vực bên đối diện đây là kệ tivi. Còn ở ngoài thì mình để sân xe máy quý vị nhé. Tuy nhiên khu vực đây thì mình có thể chạy xe hơi vào trong nhà thì mình sẽ kê cái bộ sofa gọn lại là được quý vị. Và khu vực này thì ít người để xe ở trong nhà, toàn để ở ngoài và vỉa hè quý vị nhé. Vì cơ sở hạ tầng ở đây rất là tốt, đường xá rộng rãi và có vỉa hè hai bên. Như quý vị nhìn thấy trực tiếp trên màn hình video này, xe cộ để ở ngoài và tránh nhau thoải mái, được nằm trong một khu dân cư, xây dựng nhà đồng bộ một trệt và hai tầng lầu hết quý vị nhé. Đường thông hai đầu, vị trí căn nhà này thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần với vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú, gần khu Việt Sinh, V-Ship 1, khu công nghiệp Việt Hương và nhà này cũng gần với thành phố Dĩ An cũng như là thành phố Thủ Dầu Một. Đây là trục đường ngược lại của căn nhà quý vị này. Đường thông hai đầu, vị trí rất là thuận tiện cho quý vị di chuyển đi thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là mặt tiền căn nhà quý vị nhé. Chủ nhà thiết kế mặt tiền phố ban công vuông, thiết kế mặt tiền như là một trệt và 3 tầng lầu. Ở trên có sân thượng trước và sân thượng sau. Căn nhà này đang được gia chủ gửi bên Hồng Sơn chào bán với mức giá 3 tỷ 700 triệu đồng vẫn còn bớt. Quý vị đi xem nhà sẽ xem trực tiếp và xem pháp lý sổ Hồng Diên cũng như đàm phán giá cả trực tiếp với chủ nhà. Đây là khu vực vỉa hè quý vị nhé. Cửa chính thì được chủ nhà làm hai lớp cửa, ở ngoài là một lớp cửa cuốn đức, phía trong là một lớp cửa nhôm xin pha kết hợp với kính cường lực. Ở trên thì chủ nhà đã đi dây chờ camera sẵn ở đây rồi. Sàn ở đây thì được chủ nhà lót gạch bóng kính loại 1 khổ 80-80, vân đá rất là đẹp quý vị nhé. Và đây là khu vực phòng khách, vừa rồi Hồng Sơn có quay sơ qua cho quý vị xem rồi. Ở trên có quạt trần ở giữa khu vực phòng khách. Và bên đây là hệ tủ này quý vị này. Hệ tủ chủ nhà làm hai bên ở khu vực tủ tivi, tha hồ cho mình đề co những vật trang trí quý vị nhé. Bây giờ mời quý vị mình lên lầu trên ta tham quan chi tiết ở trên, vì khu vực phòng bếp hồi nãy mình đã xem qua quý vị nhé. Trụ cũng như tay vịn được chủ nhà làm bằng gỗ gõ đỏ và vách sẽ được chủ nhà làm kính cường lực quý vị. Một hai ngày nữa là sẽ ráp kính cường lực ở vách cầu thang. Một căn nhà mới hoàn thiện xong trong tháng 8 năm 2024. Trên đây là khu vực lầu trên quý vị này. Lầu trên sẽ có hai phòng ngủ hai bên và hai phòng ngủ thì đều có hai phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Đây là phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thứ nhất quý vị nhé. Một căn nhà có đầy đủ hết công năng. Và đây là phòng ngủ thứ hai. Ở đây thì sẽ có bàn
trang điểm quay khu vực cửa sổ phía sau, và đây là khu vực giường cũng như là hệ tủ áo được chủ nhà đề co đầy đủ hết trong phòng ngủ thứ nhất của căn nhà. Mình sang tham quan khu vực phòng ngủ thứ hai. Đây là phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thứ hai quý vị này. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà kênh YouTube Nhà Đất Hùng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem. Phòng ngủ thứ hai thì có ban công phía trước đây quý vị nhé. Đây là khu vực ban công phía trước ở lầu 2 này. Phòng ngủ này thì sẽ có bàn làm việc, rồi bàn đêm, giường, chăn ga, gối nệm cũng như là tủ áo được chủ nhà đề co đầy đủ hết trong phòng ngủ thứ hai này. Một căn nhà có mức giá 3.700.000.000 đồng vẫn còn bớt. Cô chú anh chị xem được video này, nếu thấy phù hợp, có nhu cầu đi xem khảo sát thực tế, hãy tranh thủ alo cho Hùng Sơn qua số điện thoại 0973 114 255 hoặc số 0983 155 009. Hẹn gặp Hồng Sơn ở vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú. Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này. Đây là khu vực lầu trên quý vị nhé. Và đây là phòng vệ sinh thứ tư ở khu vực lầu trên quý vị này. Tổng căn nhà có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà, có cửa sổ ở khu vực phía sau. Bên đây là khu vực phòng ngủ thứ tư quý vị nhé. Đây là khu vực phòng ngủ thứ tư này. Tất cả phòng ngủ đã được chủ nhà đi đường chờ, máy lạnh cũng như là cáp nét đầy đủ hết. Và đây là phòng thờ phía trước được chủ nhà thiết kế khá là rộng rãi ở đây quý vị nhé. Đây có ban công phía trước này. Và đây là con đường cũng như là cơ sở hạ tầng phía trước của căn nhà. Đường thông thoáng hai đầu, được nằm trong khu dân cư, xây dựng đồng bộ hết quý vị nha. Nhà sổ Hồng Diên có hỗ trợ ngân hàng nếu quý vị có nhu cầu vay thêm bên ngân hàng. Bây giờ mời quý vị lên lầu trên để ta tham quan chi tiết khu vực lầu trên. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà kênh YouTube Nhà Đất Hùng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp cho quý vị xem. Đây là khu vực sân thượng sau. Mình có thể kê máy giặt phơi đồ hoặc là trồng cây cảnh như những căn nhà kế bên đây quý vị nhé. Trên đây thì kê máy giặt phơi đồ được quý vị nhé. Và đây là sân thượng trước này. Mình trồng rau, trồng cây cảnh, bonsai, kê bàn ghế ngồi uống trà, uống cà phê ở đây. Và đây là khu vực như là lầu 3 quý vị nhé. Đó. Đường phía trước này. Video của Hồng Sơn đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như lưu số điện thoại của Hồng Sơn để đi xem nhà, alo trực tiếp cho Hồng Sơn nhé.